Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ kể chuyện ma cho quý vị và các em cùng nghe. Theo yêu cầu của một số khán thính giả của kênh Dân Tộc Ta, có người nói rằng giọng của tôi cũng có thể kể được chuyện ma, cho nên hôm nay tôi đã thử xem. Xong câu chuyện này thì quý vị hãy để lại comment, bình luận để cho tôi biết rằng tôi có tiếp tục đọc chuyện ma thêm trong kênh của tôi không, hay chỉ là đọc những bài văn bá đạo thôi. Câu chuyện ma hôm nay có tên là Chuyện Ma Nhà Cổ của tác giả Chuột Pitkasi, được đăng trên tờ báo mạng Chuyện Ma Có Thật.net. Sau đây là nội dung câu chuyện. Cốc cốc, tiếng gõ cửa của nhà ông Hải. Chú Hải à, con về rồi, ra mở cửa cho con đi. Thì ra là tiếng của Hoàng Ngọc Minh, năm nay 22 tuổi, thân hình cao 1m65, nước da hơi nâu. Tuy không như mấy diễn viên Hàn Quốc, nhưng anh có khuôn mặt cũng khá đẹp trai, lại vừa tốt bụng. Anh vừa tốt nghiệp ngành kế toán khoa kinh tế Sài Gòn. Vì mới ra trường nên đến giờ vẫn chưa có việc làm ổn định. Két, tiếng mở cửa. Con về rồi à? Thế nào, có xin được việc gì làm không? Chú Hải là em ruột với ba Minh, là người thân duy nhất khi anh rời quê lên Sài Thành. Chú năm nay 47 tuổi, khuôn mặt hơi già, rất ôn hòa. Vợ chú mất sớm, chỉ để lại bé Huyền cho chú nuôi. Năm nay nó cũng 18 tuổi, đối với anh chú như người cha thứ hai vậy. Minh ngậm ngùi vào nhà một lúc rồi nói. Dạ không chú ạ, con đi xin hết cả thành phố rồi mà chả có ai nhận hết. Chú Hải dường như vừa hiểu ý, vừa đi tới rồi bảo. Ê, ở cái thành phố này là vậy đó, lúc cần thì không ai nhận, lúc nhận thì không ai vào. Lúc chú mày vào đây cũng vậy mà. Chú đặt mâm trà trên bàn ngồi xuống và nhâm một ngụm trà rồi nói. Ở trên này không có việc gì làm, hay mai con về giúp mẹ bán quán này, đi với lại sẵn tiện về thăm gia đình luôn. Mấy năm nay con không về, mọi người ở quê mong con lắm đấy. Còn trên này để chú lo kiếm việc và cho con, lúc nào có thì chú sẽ báo ngay. Mình suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Vậy còn chú thì sao? Không về với con luôn? Ê, chú còn phải làm việc cho bé Huyền ăn học nữa chứ. Còn cứ về trước, hôm nào rảnh chú và bé Huyền sẽ về sau. Nhìn khuôn mặt chú mà anh cảm thấy buồn. Sau một hồi chú Hải khuyên, anh quyết định về thăm quê. Sáng sớm hôm sau, Minh được chú và bé Huyền tiến ra xe để về. Xe lúc này khá đông, phải đợi đến tận giữa trưa mới có chỗ ngồi. Chiếc xe mà anh lên cũng đã chạy men theo con đường mà lần đầu anh vào đây. Xe khởi hành đến giờ cũng được 4 tiếng. Anh bây giờ cảm thấy trong lòng vừa vui lại vừa buồn. Anh vui vì còn 2 tiếng nữa là đến Nha Trang, Ninh Hòa, nơi mà anh thường hay gọi là nhà. Còn buồn vì lo lắng là hai cha con chú Hải không biết mình về chú có buồn không, anh tự nhủ. Anh lấy điện thoại ra gọi ba mẹ, rồi gác tay lên trán nằm suy nghĩ những kỷ niệm hồi ở quê. Mày suy nghĩ anh chẳng biết ngủ lúc nào không hay. 2 tiếng sau, xe cập bến bước xuống với hành lý nặng nề. Xung quanh là những tiếng cười rộn rã, tiếng nói và những tiếng hò reo. Anh ra khỏi bến xe, bước ra cổng, đón thêm taxi để về nhà. Men theo con đường vào nhà thì vẫn như cũ, có điều là nhiều ngôi nhà mọc lên hơn trước. Anh cảm thấy như mình bước vào nhầm đường vậy. Chiếc xe dừng ở phía trước con hẻm khá nhỏ, khiến taxi không qua được. Anh đành bước xuống rồi đi bộ vào nhà. Đi khoảng 5 phút thì anh bước vào một ngôi nhà cổ, trên nó có ghi 1966. Xung quanh tường có vài chỗ lởm chởm, lộ cả gạch ra ngoài. Nóc ngói thì chỗ bị mất chỗ không. Anh bước đến mở cửa. Bây giờ trước mặt anh là một bàn thờ. Phía trên có 3 tấm ảnh. Phía bên phải là một người con gái khá trẻ, trông chỉ có 20-21 tuổi gì đó. Bên trái là một bà già khoảng 80 tuổi. Còn tấm chính ở giữa là chừng
30 đến 35 tuổi, một người đàn ông trung niên. Anh bước đến thắp mối bên ba cây nhang rồi nói: Cố nội, bà cố, ông cố, con đã về rồi. Ngôi nhà đó là ngôi nhà mà tổ tiên anh để lại cho con cháu đời sau, nhưng bây giờ chẳng có ai ở hết. Người thì đi làm xa, người thì có vợ có chồng rồi dọn ra ở riêng, chỉ để lại cho ba mẹ anh thờ cúng nhang khói, chẳng ai dám vào ở đó cả. Tại vì phía bên trong, trên bàn thờ để ba hũ cho cốt ông bà, nhìn vào trông rất đáng sợ. Dù ban ngày hay ban đêm, cửa vẫn đóng kín mít, trừ những việc nhang khói có đám giỗ hay gì đó. Mình thắp nhang cho ông bà xong, rồi từ từ bước ra ngoài đóng cửa lại. Anh nhìn xung quanh khu nhà thật lâu rồi thở dài. Bỗng đằng sau có tiếng: Minh, về rồi hả con? Anh giật mình quay lại và reo lên: Mẹ! Mẹ của Minh tên là Ngọc Thanh. Tuy ngoài 50 tuổi nhưng vẫn ra vẻ điềm đạm và trông còn khá trẻ. Nhìn ai cũng nghĩ là tầm 30 đến 35 tuổi gì đó. Về rồi sao con không vô nhà đi? Con ở đây làm gì? Dạ. Anh đi qua khỏi ngôi nhà cổ, đi theo con đường nhỏ ra thẳng đường lớn. Chừng vài phút thì về tới nhà anh. Ngôi nhà của anh không lớn nhưng cũng không nhỏ, có thể đứng thứ tư thứ năm trong làng. Buổi tối hôm đó anh về nhà, được rất nhiều người mở tiệc mừng anh về. Bạn bè trong xóm họ hàng đều đến đủ cả. Anh cảm thấy không gì sánh được khi về nhà. Buổi tiệc kéo dài 5 tiếng đồng hồ, mọi người ai cũng lăn ra ngủ say như chết. Riêng anh thì vẫn tỉnh táo vì anh chẳng bao giờ đụng đến rượu chè gì cả. Thằng Cảnh là đứa thân nhất của anh hồi học tiểu học cho đến khi tốt nghiệp phổ thông. Nó tỉnh dậy sau một cơn say rượu. Mày, 2 năm rồi mới về vậy? Mày có biết Hồng nó, em tao nó nhớ mày không? Nói xong nó lại lăn ra ngủ. Bây giờ mới biết đến con nhỏ, anh mới nhớ ra. Anh vội mặc thêm áo khoác rồi chạy đến nhà Hồng. Anh cũng không quên dìu Cảnh lên xe rồi trở về luôn. Lúc này trời khá tối, lại chẳng có trăng sao gì. Anh đi một đoạn đường cũng hơi dài. Mãi lo lắng nghĩ đến nhà Hồng mà anh lại quên là mình phải ghé qua cái nhà cổ đó để thắp hương. Tuy nhiên chuyện gì lỡ thì cũng đã lỡ rồi, tí nữa về ghé qua cũng được, anh nghĩ như vậy. Và đứng trước cửa nhà Hồng, anh vội dìu Cảnh vào trong nhà và gõ cửa. Bà Hoa, mẹ của Cảnh, thấy Cảnh say mềm như vậy liền lắc đầu rồi dìu vào. Cảm ơn con đã dẫn nó về giúp dì nhé. Dạ, không có gì đâu dì à. À, bé Hồng nhà mình đó rồi. Nó đi mua đồ rồi, tí nữa về liền nè con. Trời, nó về rồi kìa. Hồng bất ngờ khi vào nhà thấy anh ngồi đó cùng với mẹ của cô và nói lớn: Anh Minh! Ừ, Hồng. Tiếng của anh nhẹ xuống và nở một nụ cười nhỏ nhẹ. Dì Hoa biết anh và Hồng vẫn có tình cảm với nhau nên làm ý rồi nói: Thôi, dì dìu Cảnh vào trong phòng đây, hai đứa cứ tự nhiên nói chuyện với nhau nhá. Vâng, thưa dì. Hồng là một cô gái tuy không xinh xắn như các hot girl, nhưng điều anh thích ở cô bé 20 tuổi này là tính tình hiền lành, dịu dàng, tốt bụng và cười rất có duyên. Anh thích mỗi khi cô cười vì anh muốn thấy đôi má lúm đồng tiền của cô. Anh cùng Hồng ngồi trước sân ghế đá của nhà cô và ngồi nói chuyện rất lâu suốt đêm, tâm sự tới tận 11 giờ mà quên cả một vài chuyện. Anh vội đứng dậy, tạm biệt Hồng và chạy ghé qua nhà cổ để thắp nhang để đi về. Khi anh đến nơi mới chỉ đứng trước cổng thì xung quanh toàn là một màu đen tối. Tiếng ếch nhái đua nhau kêu eng éc. Sương bắt đầu rơi xuống, anh cảm thấy lành lạnh tê cóng cả tay chân. Anh bước trên lối đi, hai bên là những chậu cây cảnh của bố chồng cao hơn cả đầu người. Bước tới gần, anh mở tung nhẹ nhẹ cánh cửa ra, âm thanh của chốt cửa kêu ken két, nghe mà sờn hết cả da gà. Bên trong căn phòng tối âm u một cách lạ lùng, tiếng chuột kêu chạy lạch cạch, tiếng thằn lằn kêu rít rít. Tiếng bước chân của anh làm tăng thêm phần đáng sợ của căn phòng cổ này.
Anh lấy điện thoại trong người ra, định bật đèn pin lên để tìm kiếm công tắc điện, nhưng chợt nhớ ra là công tắc không nằm ở trên đường gần cửa đi, mà nó nằm bên trong, gần bàn thờ. Anh vội bước tới gần hơn và ấn nút. Kịch, tiếng nút mở điện vang lên và anh cảm thấy đỡ sợ hơn tí. Anh đốt mấy nén nhang xong, đi khắp nhà trên với dưới rồi vội vã đi về, vì anh biết nơi này không thể ở lại lâu được. Anh đóng tất cả các cửa, chạy ra dồ xe lên và đi về. Lúc về anh còn quay lại nhìn căn nhà ấy một tí. Bỗng anh thấy trong nhà tự nhiên có ánh điện, nó lại sáng lên dù anh mới tắt không lâu. Cửa chính mở toang ra, xa xa anh thấy có một bóng người đen cứ lù lù ở đó nhìn chằm chằm vào anh. Anh tưởng nhìn nhầm, anh định quay đầu xe lại vào xem thử thì bất ngờ có một bàn tay ai đè lên trên vai anh và nói: "Đừng, đừng vô đó, mặc kệ đi." Ôi hoàn hồn, thì ra là tiếng của ông Quang, ba của Minh. Thấy lạ, anh liền hỏi: "Sao vậy ba? Có ai ở trong đó vậy?" Ông không trả lời, chỉ nói: "Đừng có đứng ở đây nữa, kẻo họ nhìn thấy đấy, mau về nhà nghỉ ngơi đi, rồi hôm sau sẽ kể cho con nghe." Suốt cả đêm anh chằn trọc suy nghĩ mãi về người kỳ lạ trong đó, nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra được là ai. Mãi suy nghĩ anh lại chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ anh lại nằm mơ đi vào căn nhà cổ đó một lần nữa. Nhưng căn nhà này không hề cũ kỹ, xung quanh toàn là trẻ con nô đùa khắp nhà. Người lớn thì ngồi uống nước đánh cờ, phụ nữ thì túm tụm lại đánh bài, tiếng cười nói rất vui vẻ. Mình đang đứng ở dưới nhà mà chẳng có ai thấy anh cả. Mình tiếp tục quan sát mặc kệ họ có nhìn thấy hay không. Bây giờ có một người phụ nữ trẻ gọi: "Đến giờ ăn cơm rồi, dọn dẹp hết đi." Tất cả mọi người ngồi xuống nền, xếp thành hình chữ nhật. Ở giữa là những món ăn mà trông rất lạ. Anh tính nhầm trong nhà có tất cả là 19 người. Mà cười người lớn, lớn người bé. Bỗng một người phụ nữ khoảng 40 tuổi lên tiếng: "Nhà mình còn một người nữa, sao không ai mời nó đến ăn vậy?" Bây giờ mình thấy hơi bất ngờ, tưởng như còn có ai khác mới vô nữa. Bỗng một đứa bé gái tầm 15 tuổi nhìn thẳng vào anh rồi lên tiếng: "Ngồi xuống đây ăn đi cháu. Sao cứ đứng ở đó mãi thế, sợ à?" Anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì một ông lão râu trắng nói: "Nó không ăn thì thôi, sau này nó cũng ăn cùng chúng ta thôi." Lúc này anh lại bị đóng băng bởi câu nói kỳ lạ của ông lão đó. Chưa kịp hoàn hồn thì thân thể anh lại bị một ai đó kéo chân anh dìm xuống đầm cát màu đen. Anh cố vùng vẫy thật mạnh, mình lấy hết sức trồi lên khỏi đống cát đen bầy nhầy ấy, rồi vung chân thật mạnh. Anh bật dậy trên chiếc giường của mình trong cái cảm giác sợ hãi tột cùng. Sáng hôm sau, anh dậy thật sớm để ra quán phụ với mẹ. Công việc ngày hai buổi, buổi sáng và buổi tối. Mỗi khi anh phụ mẹ xong thì anh lại ghé qua nhà Hồng chơi một tí rồi về. Như mọi khi, anh vẫn đến ngôi nhà cổ để thắp nhang và mục đích chính là Minh tìm ra lời giải cho buổi tối hôm đó. Bầu trời bắt đầu tối, anh bước vào ngôi nhà không có người ở này, đi dạo xung quanh căn nhà rồi dừng lại một căn phòng đã bị khóa bằng hai ổ khóa. Thấy làm lạ, anh thầm nghĩ, căn phòng này sao lại bị khóa mà từ lúc còn nhỏ anh đâu có thấy. Chẳng phải phía sau cánh cửa kia chỉ là nhà kho thôi sao? Tại vì khi còn nhỏ ba mẹ anh đều cấm không cho anh vào, nên bây giờ anh quyết định phải vào xem thử có gì trong đó hay không. Mà tại sao mọi người ai cũng cấm không được vào vậy? Với cái tính hiếu kỳ và tò mò của mình, anh liền đi ra sau, lấy một cái xẻng rồi vào nhà để phá ổ khóa. Cạch, tiếng ổ khóa đã vỡ. Anh bước vào với chiếc đèn pin trên tay. Anh nhìn xung quanh chỉ toàn là tro bụi bay đầy nhà với những tiếng kêu giận người, những mùi hôi thối của những con chuột chết nồng nặc xộc vào mũi anh. Mình dọi đèn khắp căn phòng thì toàn là những bàn ghế đã cũ kỹ, bám đầy tơ nhện. Bất ngờ
Mình thấy trên tường phía bên góc trái có một cái bức vẽ hình mũi tên rất to đang chỉ xuống. Cảm thấy là anh tới gần xem thử thì bất ngờ dưới chân anh sụp xuống, kéo theo anh xuống luôn phía dưới căn phòng rồi ngất lịm đi. Vài phút sau anh bừng tỉnh thì đã thấy mình nằm trong một con đường hầm dài thườn thượt mà tối đen. Chả hiểu vì sao anh lại rơi xuống nơi này mà còn phía trên thì đã bị đóng kín lại, chẳng thể nào mở ra được vì cái xẻng anh đã cầm khi nãy đã ở phía trên mất rồi. Anh nhìn xung quanh đường hầm này thì có rất nhiều hướng rẽ, có thể suy ra đây là đường hầm lánh nạn mà thời xưa đã đào lên để tránh giặc phát hiện. Anh nghĩ nếu có lối vào thì ắt hẳn sẽ có lối ra, vậy là mình quyết định tìm lối ra cho mình. Anh đi khoảng một đoạn hướng vào một đường hầm bên trái, phía trước đã cột hướng lại có một cánh cửa mở ra. Anh tiến đến mở cánh cửa đó ra. Cái cảm giác vừa run vừa sợ lại bất an cứ liên tục hiện trong tâm trí anh. Khi mở cửa có số 5 thì anh thấy bên trong toàn là bàn ghế chén đũa với tất cả các dụng cụ nấu ăn khác, nên cũng suy ra được đây chính là nhà bếp. Cứ mỗi lần anh đi theo hướng rẽ lại là cột đường. Lần này anh quyết định đi theo đường thẳng. Khi anh đi được khoảng gần 500 mét thì chẳng mấy chốc anh đã tiến gần hơn cái cửa ra, nhưng lại bị một vật gì đó ở phía trên chặn lại không thể mở ra được. Bỗng đằng xa xa anh nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc. Anh cố gắng, có phải là tiếng người không? 1, 2, 3, không phải, mà có lẽ là 4. Nhưng sự phán đoán của anh tất cả đều sai cả. Rất nhiều tiếng bước chân đi qua đi lại trong căn hầm này. Anh còn nghe được tiếng cười nói khúc khích của trẻ em và người lớn. Anh cố dọi đèn pin lên phía trước xem thử thì anh bỗng thấy phía trước nền đất có rất nhiều bóng đen đang tiến gần đến chỗ anh. Anh nghĩ nơi này làm gì có người? Sao lại có bóng người được? Bất chợt trong đầu anh hiện lên những bộ phim kinh dị mà lúc nhỏ mình hay xem, kể về ma cà rồng, bóng ma trong túi mà lúc nhỏ anh cùng mọi người nhà hay xem. Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi tột độ. Tay chân bắt đầu bồn rốn và toàn thân lạnh ngắt, nổi cả da gà lên. Anh bước tới có mở cánh cửa phía trên ra, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích. Phía trước con hầm cách nơi anh đứng khoảng 50 mét, anh thấy xa xa có một người con gái với mái tóc dài đen thuần thuột với bộ váy trắng toát đang ngồi trên một tảng đá chải tóc, khẽ nhìn anh cười khúc khích. Sau lưng cái bóng trắng đó còn xuất hiện rất nhiều bóng trắng khác, có cả trai, gái, người già, người trẻ, họ đang nhìn chằm chằm vào anh. Bây giờ toàn thân rã rời, đứng cũng chẳng vững nữa. Cơn sợ hãi của anh đã lên tới tột độ, toàn thân anh lạnh ngắt, miệng thì ú a ú ớ, chẳng mở miệng nổi. Anh ngồi rồi anh nằm xuống, ngất lịm đi trong sự sợ hãi tột độ của mình. Sáng hôm sau, cơn gió đầu mùa của tháng 7 ùa vào những tán lá đung đưa nhẹ nhẹ. Minh giật mình thức dậy trên chiếc giường cũ trong căn nhà cổ. Anh tự hỏi tại sao mình lại nằm ở đây, mà đáng lẽ ra là mình phải ở trong căn hầm tối chứ. Rất nhiều câu hỏi vì sao cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh. Minh vội vàng đứng dậy rồi đi về nhà với một vẻ mặt đầy lo lắng lo âu, cứ tưởng mọi chuyện như thế sẽ không tái diễn nữa. Nhưng anh lại sai. Tối hôm đó anh không tới ngôi nhà cổ đó nữa, bởi vì anh rất sợ. Hôm đấy là 10 giờ đêm, lúc này anh đã phụ mẹ dọn dẹp quán xá xong, anh đi về. Bầu trời hôm nay trăng rất sáng, gió đầu mùa khẽ phà vào người anh cảm thấy hơi lạnh. Anh bước đi trên con đường làng, hát mấy bài vu vơ quen thuộc để làm giảm căng thẳng sau một ngày làm việc mệt nhọc. Bỗng đằng xa, anh thấy một người con gái khá là quen thuộc. Nhờ có ánh trăng nên anh biết người đó là ai rồi. Không ai khác mà chính là Hồng. Anh cố gọi mà chẳng thấy ai quay lại. Anh cảm thấy Hồng hôm nay khác hơn mọi khi. Chả lẽ không phải. Nhưng dáng vẻ đó, mái tóc đó, với bộ váy đó, chính là Hồng chứ ai. Anh rất thích ngắm nó, thì không thể nào là không ai khác được.
anh cố gọi to hơn, nhưng dường như cô ấy không nghe mà cứ tiếp tục đi thẳng. Thấy làm lạ, anh quyết định đi theo sau xem sao. Khi anh theo sau nàng thì thấy cô ấy dừng lại trước ngôi nhà cổ rồi mở cửa tiến vào trong. Anh cảm thấy người mình yêu có gì đó rất là bất thường. Anh tiếp tục tiến gần hơn, đứng sát mép ngoài cánh cửa nhìn vào. Lúc này Hồng tới bật công tắc đèn điện lên, cứ liên tục đi đi lại lại như lúc đầu anh thấy. Sau đó dừng lại và ngồi trên chiếc giường mà hồi sáng anh đã tỉnh dậy ở trên đó, rồi cười cười nói như có người nào đó trò chuyện vậy. Mình đứng ở ngoài cửa cảm thấy hơi sợ vì tính khí thất thường của người yêu mình. Bây giờ Hồng đứng dậy rồi đi ra sau nhà bếp, nơi có cái nhà kho đó. Mình chả muốn đi theo nữa, nhưng lại sợ người yêu mình có chuyện gì, nên đành lấy hết can đảm để đi cùng cô. Hồng dừng lại trước cửa nhà kho, cười nói thật lâu, rồi đóng cánh cửa và khóa lại. Bây giờ chả hiểu chuyện gì hết, bỗng Hồng lên tiếng. Anh đi theo em lâu rồi, còn muốn ngắm em chừng nào nữa đây? Biết mình bị phát hiện, chậm chậm bước ra mà chân cứ run liên hồi rồi hỏi. Có phải Hồng không? Dĩ nhiên là em rồi chứ, anh tưởng em là ai? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Anh vừa nghi ngờ người yêu mình bị ma nhập rồi, nên chỉ tay về phía chiếc giường và nhà kho rồi hỏi tiếp. Nếu em thì hồi nãy em nói chuyện với ai vậy? Biết chẳng giấu được gì, Hồng khẽ mỉm cười dìu anh tới chỗ bàn ngồi, kể hết mọi chuyện, rằng cô có thể nhìn thấy những hồn ma xung quanh đây. Và kể cho anh nghe tường tận là mình vừa gặp ông cố của anh về nói với cô ấy rất nhiều. Anh bây giờ mặt mày tái nhợt, chẳng còn chút máu. Chưa kịp tỉnh hồn thì Hồng tiếp tục kể. Anh biết không, trong nhà anh còn có một người hầm thông qua cánh cổng này đấy. Có một cái hầm anh ạ, mà tiếc là thời xưa bị giặc nổ bom sập hết rồi, chỉ còn lại mỗi cái đoạn hầm tí tẹo trong nhà kho này thôi. Nói tới đường hầm thì anh cũng biết, nhưng lúc nào vào đó có tí tẹo gì đâu, cũng tầm 500 mét ấy chứ. Anh liền tiếp tục hỏi, thế ai nói cho em biết vậy? Bọn họ đó. Hồng chỉ tay về phía nhà bếp, nhưng anh chả thấy gì ngoài trừ toàn là một màu đen. Hồng tiếp tục kể. Còn nữa, anh biết vì sao hồi sáng anh lại nằm trên cái giường này không? Câu hỏi dường như trúng điều mà anh rất muốn biết. Không cần suy nghĩ, anh liền nói. Nói đi. Là do em cứu anh đó. Tối hôm qua đó, em vô đây thấy có rất nhiều vong âm đi xuống dưới nhà kho. Thấy làm lạ, em liền đi theo thì thấy anh bị sập xuống đường hầm sầm nhà rồi đè anh lên. Hôm đấy anh nằm bất động, em kêu mãi mà anh chả tỉnh. Lúc đó em sợ anh có chuyện gì thì không biết sao đây. May nhờ có một cái vong biết y thuật nói với em là anh không sao, chỉ bất tỉnh thôi. Rồi em dìu anh tới cái giường này đó. Mình nghe mà cảm động rưng rưng hết cả nước mắt. Bỗng Hồng lên tiếng. Sao? Không cảm ơn em à? Ừ, thì cảm ơn nhé. À, lúc nãy biết em nói chuyện với ai trên giường không? Anh ngơ ngác hỏi. Ai? Là cô nội của anh đó. Nội đó ấy. Nói với tới đây thì Hồng ngập ngùng e ngại không nói nữa. Sao vậy? Có gì à? Hồng vội đứng dậy bước nhanh ra cửa và nói vọng vào. Nội nói chừng nào tụi mình kết hôn nhớ rót ly trà cho nội và mọi người. Nói xong Hồng vội bỏ đi thật nhanh vì ngượng. Riêng anh thì vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo rồi chợt mỉm cười khiến sắc mặt đỏ bừng lên. Anh đứng dậy thắp một bó nhang mà không phải là 15 cây như thường lệ. Anh thắp cả, anh đi thắp hết tất cả từ bàn đến bếp đến nhà kho và đi về trong sự vui mừng tột cùng chứ không sợ gì nữa. 3 tháng sau anh và Hồng đã tiến đến hôn lễ, nơi anh chọn là ngôi nhà cổ để làm đám cưới. Mà có ông bà phù hộ mình thì mình còn sợ gì nữa. Hôn lễ có rất nhiều người đến dự và chúc phúc cho hai người, gia đình họ hàng hai bên mừng khôn xiết. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện đến đây cũng đã hết. Thật ra câu chuyện này rất có hậu
khi mà nghe đến đoạn cuối rồi thì chúng ta không thấy sợ ma nữa. Và nếu trong câu chuyện này quý vị có điều gì đó cảm thấy để lại ấn tượng cho người thì hãy thông báo, hãy comment cho tôi biết để tôi còn tiếp tục ra video thêm thể loại này, ngoài những thể loại văn hay, những bài văn bá đạo. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở trong những chương trình lần sau, những video tiếp theo của tôi. Xin cảm ơn.